Từ ngày 15 tháng 11, chợ Bình Tây hay còn gọi là chợ lớn ở tại quận 6 là chợ sầm uất nhất của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng hoạt động trong một năm để thực hiện việc nâng cấp sửa chữa toàn diện. Công trình nâng cấp sửa chữa toàn diện chợ này có tổng mức đầu tư hơn 104 tỷ đồng. Các hạng mục cải tạo sửa chữa tại chợ bao gồm thay mới toàn bộ hệ thống, rùi và lợp lại ngói theo mẫu cũ, sơn lại toàn bộ tường, cột, trần, cải tạo cầu thang, lan can, nâng nền và lát gạch sàn tầng trệt, tầng lầu, cải tạo văn phòng bảo vệ và cải tạo hệ thống cửa chính, xây mới khu vệ sinh công cộng và nhà đặt máy phát điện dự phòng. Việc nâng cấp chợ Bình Tân được yêu cầu phải đồng thời với việc bảo tồn, bảo toàn di tích văn hóa, giữ gìn bản sắc vốn có vì ngôi chợ này đang được lập hồ sơ xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố. Chợ Bình Tây được xây dựng vào năm 1928, sau gần 90 năm, chợ đang xuống cấp nghiêm trọng.